Wow, bạn Vin, bạn đang chụp cái gì vậy? Một bánh. Đâu? Một bánh gì mà cao dữ vậy? Cái kia anh Kiệt. Ai để trên đó vậy? À, kêu... không biết. Rồi kêu anh Kiệt đi lấy bánh hả? Rồi kêu anh Kiệt đi lấy bánh xuống giùm. Bạn Kiệt ơi, bạn Kiệt ra lấy bánh cho bạn Vin kìa. Bánh tuốt trên cây luôn. Bánh gì mà nó nằm trên cao dữ hả? Tốt, nguyên cái bánh trên cao trên cây thì rồi sao lấy xuống. Đây nè các bạn ơi, bánh gì vậy? Sô-cô-la. Wow, một cái bánh sô-cô-la đã dữ hả? Mà bánh gì nằm tuốt trên cây cao dữ hả? Vậy tới nào còn nằm trên cây rồi đúng không? Cái gì nè? Đâu một cái bịch da đã gì hả? Đâu còn luôn. Ủa, hai hộp luôn, hai hộp pizza luôn các bạn ơi. Đâu cho các bạn xem cái bằng pin quay lên cho các bạn xem nhé. Này cái pizza xúc xích nè. Đâu mình gỡ ra thử coi, đi gỡ ra coi ha. Wow, đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Pin với quên, bạn Pin đúng rồi, bây giờ bạn Pin với bạn Kiệt sẽ mở cho các bạn xem thử cái pizza này nó làm sao mà lạ dữ ta. Cái này pizza thiệt hay pizza giả bạn Pin? Pizza thiệt đó. À pizza thiệt luôn hả? Nó bằng kẹo. À nó bằng kẹo hả? Ủa, nó có cái mẹ. Wow. Đây. Wow. Trời ơi, bạn Kiệt mở được rồi, bạn Pin mở được không? Chưa được luôn hả? Pizza gì rồi đó? Cái này là pizza gì vậy? Cái này là cua nè. Cái này là xúc xích nè. À, pizza hải sản hả? Pizza hải sản. Rồi bạn Kiệt mở giùm bạn Pin đi. Lên thử nha. Đây. Wow. Rồi, của bạn Pin là pizza gì? Của bạn Pin pizza hải sản luôn hả? Rồi ăn thử coi ngon không? Wow, cái pizza này ngon quá. Các bạn ơi, nó dẻo dẻo nè. Tao thử đi bác ơi. Có một pizza thiệt kêu luôn nè. Có mùi gì bạn Pin? Cái này có mùi gì? Có mùi kẹo. À, có mùi kẹo hả? Mùi dâu, mùi cam. Ê, em thử nè các bạn ơi. Tài nữa nha. Béo lắm. Ngon thiệt đúng không? Ngon quá, con thấy cái pizza con lôi ra cho các bạn xem nè mọi người. Thôi thử coi nó dẻo tới cỡ nào á. Ôi, nó dẻo dài luôn nè. Nè. Quá wow, dẻo dài luôn các bạn. Đã quá. Cái cục này dẻo lắm luôn á. Rồi mình đem vô mình cho bạn Tú ăn miếng đi. Ủa còn. Quá. Wow. Còn đây là một cái bịch bánh trên cây. Hồi nãy là cái chữ gì nữa? Chữ gì? Nhật nha. Quà wow, bánh Nhật hả? Không biết Nhật hay hàng. Rồi bây giờ mình mở ra thử coi. Bên trong cái gì mà nó nằm tuốt trên cây? Ủa cái gì bất kỳ? Cái gì á? Gì á? Ôi. À nó có bịch bánh riêng vậy nè các bạn ơi. Ui cục xít luôn hả? Đâu cục xít hả? Đâu cục xít hả? Này cục gì vậy? Đâu cái gì giống cục xít vậy? Đâu cho các bạn xem đi. Chưa ai con không nha. Để vô miệng tự. À các bạn ơi, đây là sô-cô-la cục xít. Nhìn đi chơi cục xít luôn. Đâu ăn thử cho bạn Kiệt ngon không? Sô-cô-la. Ngon lắm hả? Cái này tôi ai ngon lắm nha. Nó ngọt vừa phải thôi, không có bị ngọt gắt mà ngon lắm. Ờ. Béo hả? Rồi, đây các bạn ơi. Mùi sữa luôn á. À mùi sữa nữa hả? Bịch. À bịch bánh này là sô cô la, sô cô la mà nó gói trong đây nè. Nhìn đẹp không? Ờ dính cái răng luôn rồi. Rồi bây giờ mình gói lại mình đem vô mình cho bạn Tú ăn với em. Ok. Quá trời luôn. Đây bánh trên cây, bánh mọc trên cây luôn. Hả? Ăn chưa ai luôn mà cái kẹo này chua chua. À. Dạ bổ kẹo thôi, thấy sô la ngon quá. Vậy bây giờ mình gắm lại mình ship cho bạn Tú nè. Ờ, còn hai cái này ăn luôn đi. Đây, đừng làm shipper. Cho anh Kiệt một cái. Để mình ship này Kiệt. Hai mình làm mình shipper nha. Rồi, shipper đi giao pizza đúng rồi, bây giờ mình giả bộ. Giao kẹo luôn. Ờ đúng rồi, giao kẹo chứ giao pizza luôn. Đấy các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Pin sẽ làm shipper nha. Shipper đi giao hàng nha. Đây, bạn Pin sẽ là shipper giao pizza, còn bạn Kiệt sẽ là giao sô-cô-la. Ờ shipper giao sô-cô-la. Rồi, đi thôi. Shipper giao hàng tới kìa. Ra nhận hàng đi. Con đó nói gì vậy? Rồi con chim nói chuyện luôn hả? Biết nói chuyện luôn hả?
Đây các bạn ơi, bây giờ shipper sẽ giao hàng cho bạn Tú. Đây là một cái pizza. Rồi, đây là shipper sô-cô-la. Giao hàng sô-cô-la. Ủa, shipper trả tiền. Quên, trả tiền chưa? Không trả tiền, trả pizza đây. Trả luôn rồi, chạy trốn luôn rồi. Gì bắt